Hello các bạn, mình là Mối Vương đây. Hôm nay mình đang ngồi trên cái ghế Autofo khá là êm. Giá của nó hiện tại đấy là 4.9 đến tay các bạn ha. Thì tùy từng thời điểm có thể lên đến 5.1 tùy từng thời điểm các bạn nhé. Thì giá dao động từ 4.9 5.1 thì mình đang thách thức cái giá này đến tay các bạn, là có cái ghế nào tốt hơn cái ghế này. Thì mình sẽ review qua một chút. Là đây, mình sẽ rời khỏi cái ghế. Ở đây là sách hướng dẫn và những cái sách hướng dẫn để lắp đặt đây, bằng hình ảnh hoàn toàn ha. Đằng này là cái hộp của nó. Các bạn có thể thấy là cái hộp này á, thì trọng lượng của nó là 28kg. Và free ship bên tay các bạn thì cái giá của nó đã vào tầm 300.000 rồi ha. So, đây mình sẽ bắt đầu đi từ đằng trước. Nó có cái để cái gác tay á, có thể xoay được 3 góc. Góc thứ nhất, góc thẳng và góc thứ ba. Đây. Đó, bên này cũng vậy, xoay. Đó. Và mình sẽ sâu qua một chút về cái lớp da này. Lớp da sờ vào rất là mịn màng. Chất lượng da khá là tốt so với cái những cái phân khúc cùng tầm giá mình đã sờ thử qua. Ở đây thì có cái cần gạt để mà mình ngả cái ghế. Cách cái ngôn ngữ thiết kế của cái ghế này thì mình thấy là nó khá là vuông vức ở những cái bên cạnh này, vuông vức và góc cạnh một chút, pha kèm với mình không biết rõ về cái vấn đề này, nhưng mà các bạn có thể thấy là khá là đẹp so với những cái ghế cùng cái tầm giá này. Có logo của Autofour. Các bạn có thể thấy logo của Autofour. Và đây, cái này có thể di chuyển lên xuống được. Ok. Cái gối. Các bạn thấy gối không ạ? Và đằng sau. Xoay đằng sau. Đây, quay. Gì vậy? Sorry. Cái này là cái khóa cái gối lại. Cái để khóa gối. Thôi mình sẽ để đây. Đấy, một tay mình đang sử dụng cái camera. Sau đây là logo Autofour. Logo này mình sẽ phải quay sang. Rồi mình sẽ gạt cái này để nó nhấc lên để các bạn thấy rõ cái logo ha. Đó, mình nói qua cái logo một chút là nó làm hoàn toàn bằng cái thêu sport e-sport e-sport chair Autofour. Có cái hình của Patheon thì phải. Mình thấy một chiến binh ở đây. Mình chỉ liên tưởng đến Patheon thôi. So, ở đây có đòn tag này. Tag của Autofour. Có lẽ thằng que này nó sẽ để nguyên cái tag thì vậy. Phần ghế thì có nâng lên nâng xuống. Cái cần gạt ở đây thì nó nâng lên hết rồi. Mình ngồi lên, mình nhấn cái nút này nó sẽ hạ xuống được, hoặc nhấc mông lên thì nó sẽ lên. Cái này thì cũng có thể điều chỉnh được. Ok, ghế cái con lăn khá là mượt mà, rất là mượt mà các bạn nhé. Nó sẽ không có cảm giác bị rung lung lay như là răng bảo lão so với một cái dòng ghế khác. Ok. Đây.
Đây là những gì Autopool cho trong cái box. Ok, cảm ơn mọi người xem video nhá. Có gì mình gặp nhau sau ha. Có gì các bạn liên hệ Facebook của mình ha. Facebook của mình đâu ta? Đây là Facebook của mình ha. Ok, cảm ơn mọi người xem video.